thời đi học thứ kiến học sinh kinh hồn kinh hồn nhất chính là sổ thi đầu bài cuốn sổ mỏng dính này tuy nhỏ dài mà có giỏ bởi các thầy cô lạnh lẽo sẽ dùng cuốn sổ này để ghi tên những gamer thủ bận rộn lỗi đồng thời chấm điểm tấn công lạnh lẽo giờ học không ít người trong chúng ta từng bị biêu tên trong cuốn sổ tử thần này có gamer thủ bị ghi tên bởi tội thủ thủy trong giờ có gamer thủ thì đi học muộn hay chưa làm bài tập Nói chung, đó đều là những lỗi điển hình mà bất cứ học sinh nào cũng từng bận rộn phải. Tuy nhiên, mới đây trên mạng thôn hội lan truyền bức ảnh chụp lại sổ đầu bài của một lớp học và lập tức gây sốt. Đó là bởi một cậu gamer thủ bị ghi vào sổ gì một lỗi khó đỡ, bác đạo vô cùng. Theo đó, cậu gamer thủ Duy Anh bị thầy lạnh leo nêu danh vì tội, giết di chút trong giờ. Tôi danh bá đạo của cậu học sinh. Vẫn biết là học sinh nhất quỷ nhị ma, không thiếu chiêu trò quỷ phá trong lớp học. Nhưng nghịch ngợm đến mức ngồi giết di chúc như cậu gamer thủ duy anh này thì thật sự quá lầy lội, bác đạo rồi. Bức ảnh sau khi được đăng tải lên mạng thôn hội đã nhận được hơn 8.000 like và 303 bình luận từ tập thể mạng. Nhiều gamer thủ bày tỏ mình đã cười cợt chảy cả nước mắt khi đọc được tội trạng của cậu gamer thủ kia. Không ít gamer thủ chia sẻ lại những kỷ niệm hài hước về một số lần ngồi sổ đầu bài khó đỡ khác của chính bản thân và các gamer thủ cùng lớp. Lớp mình trước có gamer thủ bị ghi sổ đầu bài vì tội mang điếu cày đi học. Mình từng bị ngồi sổ đầu bài vì tội gãi đầu trong giờ học. lớp mình còn có gamer thủ bị ghi sổ gì tội gõ mỏ trong giờ nửa cơ, cô lạnh leo còn ghi chú ra là gõ giống như biết bút. Một trường hợp bị ghi sổ đầu bài bác đạo khác. Không biết sau đó, cậu gamer thủ Duy Anh có bị lạnh leo duyên đưa ra hình phạt nào không? Nhưng từ câu chuyện này và một loạt tình huống khác được tập thể mạng chia sẻ lại, chúng ta mới càng thấm thiết thêm sự nhất quỷ nhị ma của các cô cậu học trò không biết còn trò gì mà học sinh thời nay không dám làm nữa không